Ok, chào xin mọi người, lâu lắm rồi mình mới là video, lại thì hôm nay mình sẽ trở lại với Minecraft và chơi Best War của server The Hive nha. Không lòng vòng nữa giờ thì mình vào thôi nè, ê hê. Mặc gì tinh màu cam được giường cam nè, mới chơi lại nên chơi solo cho đỡ báo đồng đội. Hi. Mình sẽ đặt vờ lóc qua bên kia để lấy kim cương nha. Mình cắt ra nên mới đặt nhanh vậy á, chứ mình không đặt nhanh vậy đâu á. Hi. Ôi má ơi, đánh muốn đi bán muối tới nơi rồi nè. Thôi để nó phá giường, còn mình qua phá giường nó. Hi. Rồi không biết phá xong đánh lại thằng kia không. Thôi kệ, phá xong chạy. Tranh thủ thôi, không lát nó dí tiếp mặt cười. Hả? Tới nữa rồi đó. Chạy. Rồi, để tôi dùng lửa chạy hồi máu cái rồi tính. Chạy tiếp. Ha, lêu, dừa lòng tôi lắm. Rồi bị gì nữa hả? Trời ơi, chưa kịp làm gì luôn á nhỏ kia. Thôi, chơi lại nè. Lần này được giường đỏ nè. Đi lấy kim cương nâng cấp thôi. Trời ơi, mình mới lụng được giờ mất hết mờ hu. Hả? Để xây bảo vệ giường cái rồi tính sau. Hả?
video mờ qua hu hu. Đi lụng kim cương tiếp hi hi. Tìm úp rồi lát chơi dơ sau hi 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 hi, mưu hèn kế bẩn thôi. Cẩn thận nè, ngủ nữa chắc cay lắm hu hu. Hả? Giờ đi lụm em mơ rồi. Lùi lùi không mất hết đồ nè. Rồi chạy về lẹ 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 lẹ. Hả? Hả? Bên kia không có ở nhà, nên không ta. À khỏi nhỏ đó về rồi hi hi. Trời ơi, cho đồ mà tôi tưởng cho về với ông bà không má. Vậy thôi lát phá giường sau cũng được. He 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 he. Hả? Sửa lại cho khó bị phá nè. Ủa chưa kịp chơi dơ luôn á. Tôi mới chơi mai cờ giáp lại và từ hồi tôi nghỉ chơi thì phiên bản cao nhất mới là 1.17 thôi. Còn giờ tôi chơi 1.21 cho nên tôi nghĩ là sẽ có nhiều thứ thay đổi rồi. Cho nên nếu có thời gian tôi sẽ quay chơi sinh tồn phiên bản này để trải nghiệm ha. Giờ nút bấm cũng khác nữa. Nhưng mà chắc giờ tôi chơi quen nút này rồi nên sẽ không đổi. Hoặc có mặt cười. Và tôi cũng sẽ chơi Free Fire. Nếu được thì tôi sẽ làm liên quân và có thể có game khác. Giờ chỉ còn 3 đội đấu nhau nè, không biết thắng nổi không nhỉ?
chưa gì thấy xui nữa rồi đó. Thôi để mua đồ lại rồi chiến. Hả? Giờ đặt cái này cho chắc chắn nè. Do cắt nên đập bờ lóc nhanh chứ không phải hắc nhe mọi người. Đặt bờ lóc bảo vệ giường cho cố xong giờ nó cho mất giường. Bên kia xây thành cao dữ vậy trời, đặt keo tanh bo hả má. Cái gì vậy trời, chưa ai làm gì luôn á. Quá trời giàu rồi nè mặt cười. Dịch chuyển luôn cho nóng. Hả? Ủa sao mình thắng vậy WTF? Thôi cảm ơn mọi người đã xem hết video của tôi và nhớ like, share, subscribe nhé. Bye bye. Tèo 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 tèo.